những quý vị khách hàng muốn sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ với chất liệu ceramic xanh nhưng với mức giá vô cùng phải chăng, thì đây chính là câu trả lời. Trên tay tôi là một chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu rất là lâu đời tại Thụy Sĩ, đó chính là thương hiệu Zenith. Thì chiếc đồng hồ này nằm trong bộ sưu tập Defy Classic với kích thước đường kính của mặt số đồng hồ là 41mm. Nhìn tổng quan về chiếc đồng hồ này thì chắc chắn không thể không bị bắt mắt bởi những chất liệu ceramic màu xanh blue này, vành bezel này. Nếu như chúng ta để ý kỹ thì vành bezel được trải xước thẳng và hai bên hông của vành được đánh bóng vô cùng tỉ mỉ. Để đồng bộ với bộ vỏ gớm màu xanh, nhà sản xuất đã cho đi kèm theo đồng hồ đó chính là một bộ dây cao su đồng bộ màu. Vậy tại sao lại là dây cao su mà không phải là dây kim loại? Thứ nhất là dây cao su có thể tiết kiệm được chi phí sản xuất cho hãng, cũng như là đem tới một chiếc đồng hồ với mức giá vô cùng phải chăng tới cho khách hàng. Tiếp theo nữa đó chính là với thiết kế dây cao su như thế này thì quý vị có thể thấy đeo lên tay vô cùng trẻ trung và vô cùng năng động. Tiếp theo là cùng đi tới phần khóa. Thì với khóa của chiếc đồng hồ này, về phần mặt tiếp xúc thì chúng ta có thể thấy được làm bằng chất liệu ceramic xanh với logo thương hiệu hình ngôi sao ở ngay chính giữa. Còn đi vào cái phần gập ở bên trong, chúng ta sẽ thấy hãng họ làm rất tỉ mỉ với chất liệu titanium. Cùng đi sâu vào bộ máy thì chúng ta có thể thấy được đây là bộ máy Elite 370SK chứ danh của nhà Zenith. Bộ máy được sản xuất in-house với thời lượng chữ cót là 50 giờ. Ngôi sao Thụy Sĩ không những ngoài logo mà thương hiệu còn lấy hình ảnh ngôi sao để thiết kế làm cho đa số những mẫu rotor trên những chiếc đồng hồ Defy của mình. Và bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này để cho quý vị có thể chiêm ngưỡng được với kích thước là 41mm trên cổ tay 16.5 thì sẽ như thế nào nhé. Có thể thấy được là với kích thước 41 thì nằm trên cổ tay của những người tay to như tôi, 16.5 vô cùng là hợp lý, vô cùng là phù hợp. Thì liệu đây có phải là cái chiếc đồng hồ mà bạn đang hướng tới hay không? Trong tầm giá 150 triệu thì ngoài húp lô ra, một chiếc Zenith Defy Classic như này tôi nghĩ là quý vị cũng nên sở hữu và trải nghiệm nó thử. Trong tầm giá 150 triệu thì ngoài húp lô ra, thì với một chiếc Zenith Classic Defy như thế này, tôi nghĩ là một chiếc đồng hồ quý vị có thể xứng đáng để bỏ tiền ra trải nghiệm. Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại.